Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế Cộng đồng của Đài Lưu động Sài Gòn TV phát hành hàng tuần vào mỗi chiều thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Dylan Nhân Trần và anh Phong Trần. Chào bác sĩ. Kính thưa quý vị, thì hôm nay tôi mời anh Phong Trần đến đây để nói chuyện với chúng ta là tại vì hôm nay chúng ta đã có một President Elect mới là ông Donald Trump. Và trong cái khi mà ông vận động ứng cử đó thì ông có nói nhiều về Obamacare, về cái Affordable Care Act. Nhưng mà thì để cho hôm nay đó thì mời anh Phong lên đây cũng như bác sĩ Nhân, thì theo ý của anh Phong với lại của tôi nhắc lại, chúng tôi nói chuyện nhưng tuy nhiên nếu mà quý vị có những câu hỏi có liên quan đến y tế, liên quan đến anh Phong thì nên hỏi, nên take advantage của ngày hôm nay có mặt của anh Phong ở đây để hỏi về Obamacare, về in the other word, nói một cách khác là nói về Affordable Care Act. Là tại vì tôi nói như vậy đó, thật ra đó thì chúng tôi 2017 thì chúng tôi đồng ý với nhau là không bao nhiêu thay đổi. Bác sĩ Nhân nghĩ sao? Bác sĩ Nhân trước đi. Tôi cũng đồng ý, tôi nghĩ là 2017 đó thì sẽ không có thay đổi nhiều. Tôi nghĩ 2018 có thể, nhưng mà tôi nghĩ Tổng thống elect Trump ông có rất là nhiều mấy cái vấn đề khác mà ông muốn lo trước. Thành ra, với lại phần thứ hai là ngay bây giờ có 20 triệu người mà đã có Affordable Care Act rồi đó. Trước khi họ thay đổi cái hệ thống đó, họ phải kiếm một cái cách mà đặng tiếp tục cho mấy cái 20 triệu người mà đã có Affordable Care Act. Thành ra tôi nghĩ thay đổi cái này cũng khó, thay đổi nó sẽ thay đổi nhưng mà tôi nghĩ sẽ lâu dài chứ không có là overnight, giống như là 2017 lâu quá. Tôi nghĩ không có, trên xứ Mỹ này về cái politics nothing happen overnight. Anh Phong. Dạ, trước hết Phong kính chào bác sĩ và quý vị. Thì theo Phong thấy là cái news mà Cover California nó được gửi ra cho Phong đó thì là cái 2017 enrollment không có gì thay đổi hết, vẫn như là cũ rồi. Anh vẫn khuyến khích người ta. Dạ, hiện tại bây giờ Phong từ bắt đầu từ tháng 11 mùng 1 đó là Phong enroll tất cả những khách mới và mình renew mấy khách cũ. So bây giờ cái enrollment nó keep Phong rất là busy. Mình cái change mà happen thì mình chưa biết nó sẽ ra làm sao. Thì cái news họ nói cho Phong biết là everything stay the same. So at least cho năm 2017 mình không có gì thay đổi hết. Mà cái luật này đã ra từ cho 3 năm nay rồi, nên mình cũng không có biết 2018 có thể có thay đổi một chút đỉnh này kia, nhưng mà họ shut down cái program này thì hơi khó. Tôi nghĩ là như vậy. Thưa quý vị, thì tôi cũng đồng ý với anh Phong và bác sĩ Nhân là tôi nghĩ là 2017 thì những quý vị nào đã ở trong chương trình Obamacare nên tiếp tục và ở trong chương trình đó, nên tức nghĩa là register, phải không? Gọi là tái ghi danh, phải không? Dạ. Còn những quý vị nào chưa có mà nghĩ là mình được hợp thức để mà hợp lại, có đủ điều kiện để gia nhập Obamacare thì nên gia nhập, phải không? Dạ. Tại vì dù muốn dù không thì chúng ta ai cũng cần có bảo hiểm y tế hết. Dạ. Là một. Thứ hai là qua cái chương trình này, không dám nói đến những tiểu bang khác thì chúng tôi không có kinh nghiệm, nhưng riêng tiểu bang California, tôi nghĩ chương trình là chương trình tương đối rất thành công, phải không? Dạ vâng, dạ vâng. Thì trong chương trình của Cover California đó, họ nói là mình có cả mấy triệu người enroll, nhưng mà nationwide thì chắc mấy chục triệu. Yeah. Cái chương trình Cover California cho năm 2017 đó thì cái tiền mà premium, bảo hiểm, cái premium đó, nó cao hơn năm ngoái. Bao nhiêu phần trăm anh Phong có biết? Tùy theo mỗi hãng. Phong thấy cái hai hãng lớn tăng lên nhiều nhất là hãng Anthem Blue Cross và hãng Blue Shield of California. Thì hãng Blue Shield of California especially, tại vì Phong đa số có nhiều khách ở trong cái program đó, chương trình đó, thì cái premium mà chính phủ giúp, họ cũng giúp nhiều hơn cho mình năm ngoái. Nhưng mà tại vì cái total cost ấy, nó rất là more, a lot more. So quý vị mà có bảo hiểm của Anthem Blue Cross hoặc là hãng Blue Shield, có thể phải coi lại cái review, cái plan của mình. Bây giờ là cái cơ hội mình có thể mình decide thì mình keep hoặc là mình thay đổi đó. Tại vì nếu không mình sẽ, họ sẽ automatic renew mình cho cái plan đó mà cũ. Yeah, mà cái open enrollment họ đóng thì mình không có thay đổi được nữa, là mình lock in trong cái đó. Thì có nhiều khách Phong thấy có bị cái premium mà mình đóng sau khi chính phủ giúp rồi đó là nó vẫn tăng lên
thay vì mình trả 100 mấy, năm nay năm tới mình phải trả 200 mấy hoặc là 300 mấy. So mấy khách như vậy đó thì Phong đổi qua một cái hãng khác, cái plan mình vẫn giữ benefit the same, nhưng mà mình đi cái hãng như thay vì mình có PPO thì mình phải chịu mình đi HMO để cho nó become more reasonable. Còn also nếu mà cái plan mình đang mua cái plan cao, mình có thể mình chỉnh xuống cái plan thấp hơn một chút. Vâng, thưa quý vị, thì một lần nữa thì chúng tôi xin khuyến khích quý vị gọi vào số 714-893-3264. Tôi nhắc lại số 714-893-3264 để đặt những câu hỏi liên quan về y tế. Và nhất là hôm nay có anh Phong ở đây và chúng tôi đang nói nhiều về cái Obamacare. Thì bây giờ là open season phải anh Phong? Thì bây giờ cái open season nó kéo dài tới bao nhiêu đến chừng nào thì nó đóng anh Phong? Dạ, thì nếu mà mình muốn cái ngày hiệu lực đầu năm á, tháng 1 ngày 1 mình muốn có cái bảo hiểm á, thì mình phải làm trước ngày due date là tháng 12 ngày 15. Tháng 12. Mình phải complete cái application của mình tháng 12 ngày 15 để mình có cái hiệu lực tháng 1 ngày 1. Còn nếu không đó, thì cái deadline của open enrollment là tháng 1 ngày 31 năm 2017. Nếu mà mình apply cái ngày đó thì cái ngày hiệu lực của mình là tháng 3 mới có hiệu lực. Là coi như tháng 1 tháng 2 mình sẽ không có bảo hiểm. Với lại mình một cái chương trình mà chắc chắn là nó sẽ lâu dài hơn là Obamacare, là trở lại cái Medicare Advantage và Medicare Supplement Program. Cái đó thì nó sẽ giữ là tại cái đó nó không liên quan gì về Affordable Care Act hay là Obama hết á. Thế nên nếu bữa nay mình có thể nói chuyện thêm về cái Medicare Advantage và Medicare Supplement. Tại cái đó will be around for a long time. Right. Cái đó nó không liên quan gì không với cái Obamacare. Về Obamacare. Trên đường dây tôi có một khán giả, xin khán giả cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Tôi ông muốn biết tuổi tôi được birthday cách đây một tuần, 65 tuổi. Rồi, bà 65 tuổi. Dạ. Rồi bây giờ sao mà gửi về thẻ nhiều quá, tôi muốn biết tôi phải xài cái nào. Tại vì mới đầu là họ gửi về cho tôi cái thẻ có 3 màu, màu trắng, xanh, đỏ gì đó. Rồi, bác sĩ. Đó là cái thẻ Medicare. Medicare. Rồi. Dạ, dạ, coi như là nó effect phần 3, phần A, phần B là tháng 1, tháng 11, 1 ngày. Rồi. And then, xong sau đó thì bây giờ là HMO, Healthnet gì gửi về cho tôi, họ nói là cái thẻ vô là sao vậy bác sĩ? Bây giờ này, bây giờ câu hỏi trước tiên là bà có Medicare, Medi-Cal hay là chỉ có Medicare không thôi? Ngày xưa đó là ăn theo con bé thì cho nên là coi như là hưởng của nó đi sau đó. Rồi. Rồi bây giờ thì cháu nó 21 tuổi thì coi như với lại tôi 65 tuổi thì bây giờ là tách riêng ra, tôi riêng, nó riêng. Thì rồi. Như vậy là tôi là cái gì đó tiện. Bà như vậy bây giờ bà có lợi tức không? Hay là bà có bệnh gì, bà có bệnh gì không? Dạ thưa có, dạ đang bị tiểu đường loại 2. Không, nhưng mà bà còn như vậy trong cái thẻ của bà là còn Medi không? Hay là bà còn Medicare không thôi? Bà có biết không? Dạ thưa, bây giờ thì cũng đang... Bà có ở trong tổ hợp nào không? Trước khi mà bà có ở trong tổ hợp nào? Dạ có. Bà có bác sĩ gia đình không? Dạ thưa của em LA Care. LA Care. Ok, thì thế này thì thật ra thì theo tôi thì tôi nghĩ là trường hợp này của bà tương đối nó cũng có thể là hơi rắc rối. Bà có thể liên lạc với anh Phong, anh Thang, bà đem hết giấy tờ mà họ gửi cho bà đó, thì anh Phong sẽ ngồi giúp bà. Anh Phong nghĩ sao? Dạ được, thì dạ, nếu thì mà... xin lỗi, tại vì tôi không có ở vùng dưới, tôi ở trên... LA. Dạ, thì nếu mà cô muốn ở thì cô... Dạ không sao, cô có thể cô ghi số phone của văn phòng của cháu xuống thì... cô có thời gian ngày mai cô gọi cháu cũng được, nói bằng phone nha. Thì nhưng mà như vậy chỉ nói chuyện qua phone thôi hả? Không, bây giờ thì mình phần một của đây xin tạm gián đoạn dành phần quảng cáo cho những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Tuy nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục nói với bà off air nha. Bà đừng có hang up, cứ keep đường line nha. Thì ban kỹ thuật đổi cho off air để mình nói chuyện off air đi.